Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Trong thời gian vừa qua phải là rất nhiều các anh các em trai ở tất cả các tỉnh rất xa về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin tìm vợ. Hôm nay tiếp tục một câu chuyện tiếp theo. Đặc biệt hôm nay câu chuyện hôm nay thì phải nói là rất thương. Hôm nay là một người mẹ vợ và một người chồng gọi là mẹ vợ con rể đến đây tìm con gái cũng như em trai này hôm nay về đây tìm vợ của mình. Dạ, câu chuyện nhờ kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi con xin phép chào cô nhé. Dạ, cô có thể cô giới thiệu cô họ tên đầy đủ là gì? Tôi tên Lan. Cô Lan ha. Dạ. Mình quê quán ở đâu cô? An Giang. Cô ai? Quê An Giang ha. Dạ. Cô nhiêu tuổi vậy cô? 61 tuổi. 61 tuổi nha. Cô hôm nay cùng với con rể của mình về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng tin tìm vợ và tìm con gái đúng không ạ? Dạ. Rồi con xíu nữa con sẽ trò chuyện với cô nhé. Dạ. Rồi chào em trai. Dạ. Em có thể em giới thiệu em họ tên đầy đủ là gì? Dạ, em tên Nguyễn Văn Bé anh. Nguyễn Văn Bé ha. Em 36 tuổi, tuổi thìn. Em cầm tấm hình cao lên xíu em. Dạ. Rồi. Em Nguyễn Văn Bé. Dạ. Em sinh năm mấy? Dạ, sinh năm 1988. 88 tuổi thìn ha. Dạ. Em nguyên quán ở đâu em? Dạ, em quê Trà Vinh, hiện tại em đang sống ở Sài Gòn anh. Em quê Trà Vinh nha. Dạ. Rồi, hôm nay em về đây cùng với người mẹ vợ của mình. Dạ. Đúng không ạ? Má vợ ha. Dạ. Về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm vợ ha. Dạ dạ. Em có thể em chia sẻ rõ là vợ em họ tên đầy đủ là gì? Dạ, em tên vợ em tên Nguyễn Thị Nga. Vợ Nguyễn Thị Nga là một sinh năm 1993. Vợ 1993. Dạ. 8893 đúng không? Dạ. Hai vợ chồng mình có đăng ký kết hôn không em? Dạ có anh. Có hai đứa con rồi. Đăng ký lâu chưa? Dạ còn lâu rồi anh. Đăng năm mấy? Dạ cũng có mười mấy năm rồi. Mười mấy năm hả? Dạ. Trước đó mình có yêu không hay là làm mai làm mối? Dạ yêu anh. Yêu yêu trong mới cưới hả? Dạ. Làm đám cưới lớn không? Dạ không, cũng bình thường. Bình thường ha. Dạ. Em thấy cái tình cảm của vợ em dành cho em trong thời gian qua làm sao? Dạ em thấy, tại vì em thấy hoàn cảnh của vợ em nó đối xử với em rất là tốt, rất là thương em luôn. Tại chắc em suy nghĩ là do cái mâu thuẫn của vợ chồng, vợ em nó chắc vợ em nó giận hờn em, vợ em nó bỏ đi thôi. Nhưng mà em cầu cho vợ em lần này nếu mà vợ em có về á thì em nhất định em sửa sai, em nói chuyện với vợ ngọt ngào đàng hoàng, em không có nói chuyện khô khan nữa. Cho anh hỏi thế này nhé, em từ xưa nhớ hai vợ chồng mình sống với nhau là có đánh nhau không? Dạ nhầm lúc cũng có cự, nhầm lúc mà nói chung cũng cự ít lắm anh, lâu lâu khoảng chừng 5 tháng mới cự qua tiếng lại à. Rồi em hai chồng em nói chuyện là trong vòng 5 phút là nguội liền à. Mà sao bây giờ trong cả khoảng chừng 2-3 tháng nay á, là vợ em có cũng nói chuyện với em hơi lớn tiếng. Dạ cũng xảy ra ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, em cũng lớn tiếng lại. Rồi bây giờ em nói chung ra em nhờ mấy anh hiệp sĩ và cộng đồng mạng, giờ em hứa nếu mà vợ em có về thì anh em sẽ không có hỏi tới lui gì hết, em sẽ nói chuyện với ngọt ngào chia sẻ với vợ và về sống với hai đứa con, bỏ hai đứa nhỏ dưới quê, hai chồng lo đi ăn học mà giờ không có tiền gửi về về, bây giờ hai chồng cố gắng làm đi về hạnh phúc cho con đi thôi, em đi về đi, mà anh ngàn lời xin lỗi em, mà em bỏ qua tất cả hết cho anh đi. Cho anh hỏi này, con em hai đứa có được trai gái? Dạ, hai đứa gái không anh. Hai gái ha. Con em mấy tuổi và mấy tuổi em? Dạ 13 với 9 tuổi. 13, 9 tuổi. Hiện nay còn học không? Dạ học. Học lớp mấy rồi? Dạ lớp 7 với 4. Hiện nay con em đang sống với ai? Dạ sống với ông bà nội anh. Ở quê hay ở thành phố? Dạ ở quê. Ở quê ha. Hai vợ chồng đi làm mới tiền gửi về nhà cho dạ, con nếu ha. Nếu mà vợ em đi rồi em đâu có làm đâu, có tiền gửi về quê đâu anh. Em cầu mong cho vợ em về đi rồi hai vợ chồng cố gắng làm, gửi tiền cho con đi ăn học, tội nghiệp con lắm. Nhưng mà em đi rồi là con không có đi học, con dốt đi em về em có thương anh, thương con em đi về đi em ơi. Anh nhớ em nhiều lắm. Cái cảm giác của anh bây giờ em đâu có biết đâu. Nó đau đớn, đau hơi chết. Anh sống bây giờ nếu mà cuộc đời anh không có em anh sống không nổi đâu em. Lúc trước em nói với anh á là anh tối ngày anh khóc, em yếu, anh yếu đuối. Mà bây giờ thật sự là anh lên đây là nhà hiệp sĩ Bình Dương với cộng đồng mạng chia sẻ giùm cả trong ngoài nước là người ta biết hết. Là anh khóc lần này là anh khóc thật lòng vì em đó, anh yêu em nhiều lắm, anh mới lên cả nước để cho trong ngoài nhà nước biết hết đó. Là anh biết đó. Em biết anh thương anh thương em cỡ nào rồi em. Ôi em về đi em ơi, lần này nữa anh sẽ nói chuyện ngọt ngào với em nữa, anh chia sẻ. Và anh sẽ cố gắng lo làm ăn để về lo hạnh phúc cho con em ơi. Em đâu có biết cái cảm giác anh lúc này đâu, anh suy nghĩ kỹ rồi sống mà cảm giác mà không có em đó. Là anh cũng như là chết dần dần chết mòn, anh đau đớn lắm, anh không có ăn uống gì hết trơn.
em có nghe được cái câu clip này á, em đi về đi em ơi, anh nhớ em nhiều lắm, anh thương em á còn hơn cả bản thân của anh đó, em đi bao nhiêu ngày là anh định đối bao nhiêu ngày đó, anh thương em là thật lòng đó em ơi, em đi về đi, anh lên trên đây là cả nước người ta biết hết anh rồi đó, là anh biết em, anh thật lòng yêu em tới cỡ nào em. Thôi bây giờ lỗi anh có lỗi với em, nói chuyện hơi khô khan với em, thôi bây giờ em bỏ qua cho anh đi, em về gì sống với con đi em, với anh đi, nếu mà còn thương anh con em đi về đi em ơi, anh nhớ em nhiều lắm. Cho anh hỏi này, vợ em đi giờ phút này là bao nhiêu ngày rồi? Dạ lỗi lúc đó, hồi lúc qua đi là 8 tay, 8 tay mà 14 ngày, 14 tay về. Rồi 23 tay, lúc 23 tay 11 giờ đó, là đi cách nay là 2 ngày nữa anh. Lần đầu tiên là đi 6 ngày? Dạ, lần đầu tiên là đi 6 ngày. Lần thứ hai là đi... Lần đầu tiên là vì em thương vợ của đi, nếu em nói em suy nghĩ trong bụng lắm, nếu mà sống không có vợ em là em chết, lúc đó em cũng có... Em suy nghĩ là không có vợ em cũng không sống đâu. Em lúc đó em uống thuốc tự giận. Trời là, đất là ơi. Em chuyển viện như sống á. Ồ. Bây giờ vợ em mới vô. Vậy là uống thuốc rồi? Dạ. Em uống thuốc gì rồi? Dạ uống thuốc ngủ. Ôi trời ơi má ơi. Chị rồi nó mới về. Nó rồi em đang nằm cho mình về. Em uống nhiều viên rồi? Dạ có 2 vỉ em. Có mới có 2 vỉ thôi. Dạ. Mà chưa đi hả? Dạ. Ôi sao lại dại vậy em? Em ơi không phải anh khóc gì, nước mắt dạ giống. Vậy sao vợ biết mà vợ về em? Dạ lúc đó vợ em đi á, là có điện thoại mà bây giờ là điện thoại không có xài nữa. Giờ em đi là không có được. Lần trước em trước khi em uống là gọi cho vợ đúng không? Dạ em không có gọi cho vợ. Tại vì vợ em có nói một câu á. Tao với mày là hết duyên hết nợ rồi. Nghe tu lỗi á. Tao đi luôn rồi mày đừng tìm tao nữa. Gọi tiếng như về lo ma đúng không? Lúc đó em cảm giác của em là anh hết biết gì rồi, là em mới đi em về em đi mua thuốc em về uống. Lúc cháu rồi cho nó ăn. Nói chung là vợ em thương em nhiều lắm. Vì nó thương. Tại vì lo gì do là em về, nói chuyện hơi khô khan chút thôi. Nó dặn nó chẳng phải tự nhiên đi đâu. Thằng này nó thương quá rồi nó vậy. Ngày nào về nó cũng vậy, cũng nghi nhăn nhăn vậy đó. Rồi ngõ này cái tánh nó không chịu. Em cho anh hỏi thế này. Dạ. Vợ em đi đến giờ phút này là bao nhiêu lần rồi? Dạ lúc trước đi nó cũng cái tầm 6-7 lần nên lúc trước là chỉ là cái cuộc sống của trong gia đình thôi, gây lộn cho vợ bỏ đi xíu đúng không, xong rồi về lúc trước đi là chiều về vợ đi cho nó đỡ giận thôi. Dạ. Nhưng mà lần vừa rồi là đi 6 ngày. Dạ. Đi 6 ngày những ngày qua là vợ em sống ở đâu, em về em có hỏi không? Dạ vợ em nói là vợ em là đi làm công trình ở Bình Dương á. Công trình gì? Mà nói với bà vợ em là đi bán quán cà phê. Ồ, dạ. Vậy là hai thông tin khác nhau rồi. Dạ. Vậy là không có thật rồi. Bởi vì nó sợ thằng này. Ban đầu cũng nói em đi là bán quán cà phê, em nói em không có tin. Tại vì em nghe cái tiếng động là từ cái công trình. Chắc em đi bán, em đi làm công trình đó nha, cái đó là làm công trình luôn. Mà nói với em ban đầu thì nó bán quán cà phê, mà nói với bà vợ em cũng bán quán cà phê luôn. Em mới hỏi đâu, nó là ở Bình Dương. Bây giờ hai thông tin em tin thông tin nào và liệu hai thông tin nó có thật hay không? Dạ hai thông tin nó có thể có một cái thông tin thật. Theo anh nghĩ sợ nó làm hồ á, sợ nó phụ hồ, nó phụ hồ giỏi lắm, nó màng hồ lắm tiền. Con nghĩ không phụ hồ nó quay. Dạ. Con nghĩ cả hai thông tin đều không có thông tin nào hết. Yeah. Là cũng như không có làm hả? Chẳng có làm. Là nó dặn thì nó đi vậy thôi, nó đúng á. Chứ nó làm đâu có nổi, nó dặn nó làm cũng không nổi đâu. Tư tưởng không thông, bác bình tông cũng nổi, hơi đâu thì xách hồ. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Mới hơi đâu đi phục vụ cà phê đâu, cười tuét tuét được. Đúng rồi, cái chuyện nó nói thì mình đâu, mình nghe vậy thôi chứ không có đâu. Hiện nay là em có hai người con rồi, con dạ. Trung ha. Dạ. Em trước đây đã từng có vợ chưa? Dạ chưa. Còn vợ đã từng có chồng chưa? Dạ chưa. Mình chồng đến với nhau là bằng tình yêu ha? Dạ, bằng tình yêu. Bằng tình yêu đến giờ phút này thì trong những ngày qua thì em nói thật thì em đánh vợ mấy lần rồi? Dạ, không có một hai bậc ba gì, có cái ngày lần đầu tiên đi là em không có đánh với chân, em có nói chuyện với vợ là nói chuyện hơi nó khó nghe một xíu thôi. Ừ. Nói chuyện nói chung là qua lại dặn như chân nó hơi khô khan một xíu đó. Rồi lần thứ hai này là đánh à. Lần thứ hai là hai vợ chồng có cự cãi là tại sao vợ bỏ đi đánh đâu dạ không quýnh qua quýnh lại vợ em cũng quýnh em nữa vợ em quýnh đạn luôn dạ quýnh luôn. Ừ. Em lúc đó em cũng cầm tay lên đầu em cũng chịu cho vợ em chịu cái thằng này biết em sợ quýnh vợ anh á vợ em ấy thì vợ em chấp nhận chắc sẽ sẵn sàng sẽ bỏ đi nữa em thấy vậy em mới chịu cầm tay cho vợ em quýnh em luôn.
Thôi thôi em ơi, em bây giờ này này anh, trước mắt là anh chưa dám chắc là các anh em hiệp sĩ Bình Dương có tìm được vợ cho em hay không nha, nghe rõ nha. Nhưng anh tư vấn em một câu này, em hãy ghi nhớ nha, vợ em dù bỏ đi, dù còn yêu em hay không hay yêu người khác, và vợ em với em còn duyên hay không là tùy duyên hai người. mà em Nhưng nín nhịn em tuyệt đối không được tự mình hại mình đó thì ăn đầy đủ rồi nha. kia không Cái thứ mà nhất, cái thứ hai, nếu em uống thuốc vừa rồi may là em chưa sanh cỏ, còn lẽ ra hôm nay là em chỉ còn mỗi xương này nhờ tôi rồi thôi. đi chở bệnh viện thôi chết rồi Thì chính nhờ bản thân thầy hai đứa con của em đó là một gánh nặng cho xã hội và cho gia đình khổ nhá. Em làm như vậy là em hại con em chứ em không thương. Nếu em uống thuốc như vậy là em chính bản thân em hại hai đứa con của em chứ không phải em thương. Em thương là chừng bộ thôi. Bởi sao? Em không dám đối diện với sự thật. Vợ em dù rằng có bỏ đi theo ai đi chăng nữa hoặc theo người đàn ông khác, nhưng em thực sự phải bản lĩnh. Cái thứ nhất là phải giữ vững lập trường, ăn uống đầy đủ, công việc ổn định, để mục đích chính là nuôi hai người con mình trưởng thành. Còn sau này ấy, nếu vợ em không quay trở về, em có thể đi với người phụ nữ khác hoặc có thể sống với người hoặc lấy người phụ nữ khác bình thường nha. Còn mình không làm sao phải khổ như vậy. Nhưng em ở trong lòng em và em chỉ có mình anh vợ em thôi, chứ Em có một mình em vợ, không bước qua thêm một bước nữa. anh nhắc lại, em không muốn một bước, nhưng vợ em có thể muốn nhiều chồng. Dạ, Đó là cái cái suy nghĩ đó từng là người. chuyện, là chuyện của vợ của em, riêng của Đó. em đó. Đối với riêng biệt của em là em chỉ thương một mình vợ em thôi. Nếu mà chục cuộc đời không có vợ em cũng không có Anh sống được biết, đâu. là một người đàn ông mà phụ tình rất khổ. Em thấy không, anh lên trên đây là nhờ hiệp sĩ Bình Dương với là Không, trong chú ngoài kiếm cả chắc kiếm nước này, được rồi. trong ngoài cả nước là biết mặt Dạ, anh mình hết. lên. Là anh khóc cho nên là khóc gì sắp tất cả trên cộng đồng mạng luôn. Là anh em biết anh thương em cỡ nào, em đâu Anh có biết ngại là ngùng gì em đâu. hiện nay em rất thương vợ. Nhưng anh nhắc lại một lần nữa, nếu vợ em không thương em nữa mà vợ em thực sự trong những ngày qua đi sống với người phụ nữ khác, à sống với người đàn ông khác, thì em còn thương còn tìm đâu. Dạ, Nếu thực sự em bây giờ em chỉ em chỉ suy nghĩ là vợ em chỉ là đi đi đâu đó giận hờn em thôi, chứ vợ em không có đi đâu hết. Em còn em trong lòng em giờ nghĩ là vợ em vẫn còn thương em đó. Bây giờ anh cầu mong em thôi đi về với anh đi, vì hai đứa con của mình đi em. kiểu nó nghỉ nghỉ nó dặn thời gian đi gì thôi chứ không có gì hết, cái chị nghĩ nó vậy Dạ vẫn thương chứ ha. không tiền bà con đi học mà nghỉ không ngày tính ra thì cả tháng trời Khổ trường quá học tính trời nó khổ. Em nghe lời cái clip này á, thôi em ơi bây giờ cho anh xin lỗi em đi, anh hứa sẽ không có nói chuyện với em mà khô Dạ khan không nữa, gì đâu. về hai vợ chồng mình lo làm ăn hay gì hai đứa con đi em, anh hứa với em là lần này cho em cho anh một cơ hội đi. Lần này lên là biết rồi đó, các nước bây giờ hết rồi đó, không Anh lên mạng biết rồi thở là người trên cái cộng thâu. đồng mạng là em biết là anh Đăng này là chắc khóc chắn là với em nhiều là người thật biết lòng nha. đấy. Dạ Nhiều người biết. bởi vì tôi mới đi với nó, giờ tính không đi đó chú, mà như con rể mình thương, rể thương cháu thì mình phải Con làm. bây giờ con hỏi cô này ha. Dạ Dạ, làm phiền cô xíu ha. dạ Hôm nay cô với con rể cô lên đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương dạ để tìm con gái đi ha. dạ Và cho con rể có dạ cơ hội được tìm vợ. Cho con hỏi này, trong những ngày qua, thời gian trước, con rể cô với con gái cô thấy là cái cuộc sống theo cô là người phụ nữ, là người mẹ, cô cảm nhận được cái tâm tư nguyện vọng người con gái cô có dành tình cảm nhiều cho con rể không? Không, nó cũng thương dữ lắm á, chứ là anh mặn gì thằng này đó Không, nói chung là không vợ đi em rất làm, là không đi thương làm em, nữa đó. thương em lắm. Lúc mà em mà thất nghiệp á, vợ Thật. em mua đồ ăn sáng về Đúng rồi. làm cho em ăn sẵn rồi, Mà em thằng này nhớ nó vợ làm làm nó chỉ cũng đi nhớ làm, được nó làm con nó nuôi ngược lại con với chồng nữa đó. vợ em thương em nhiều lắm, Cái nào cũng tại vì bỏ do ảnh hưởng vợ em suy nghĩ chắc nhưng mà rồi. sao giờ vợ lại tự dưng bỏ đi thế này. Đi đi làm một tháng mấy là mà nuôi chồng lại đó, con Chắc nó đó hơi là do tiền. lỗi của em nói chuyện với vợ em mà Cọc hơi cằn. cọc quá trời, khô khan nữa. Cái chuyện ra nạt lộ, cái nhỏ Bây này là chuyện giờ một. em cho anh một cơ hội đi em ơi, bây giờ em đi về đi. Người đàn ông mà nói chuyện mà cục cằn quá, Đúng rồi, mà khi người phụ nữ gặp người đàn ông khác người ta chuyện ngọt ngào Đúng, là chứ nó sẵn chính xác. sàng là Đúng người đó bỏ chồng liền. rồi. Bởi vì sao? Người đàn ông thường nói chuyện cọc cằn là gì? Vì lý do là biết rõ đây là vợ mình, không bao giờ phải vợ người khác nữa rồi. Thế vì vậy cho nên người vợ mình ít khi hiếm khi bỏ mình. Nhưng người đàn ông khác gặp vợ em Nó sẵn sàng ngọt người ta dụ vợ em hơn. bằng mọi cách có thể là ngọt nhất, thả thính, hiểu không? Rót những từ ngọt nhất để hy vọng là sẽ thành của người ta, đúng không?
từ cái chỗ đó em mới kinh nghiệm nó em mới hối hận bây giờ đó, bây giờ anh suy nghĩ rất là kỹ rồi, cuộc sống này không có thiếu, không có em là anh sống không bao giờ nổi luôn em. Chuyến đồ đi anh 6 ngày không ăn nhiều cơm, không ăn cơm rồi không ăn nước nào tự dặn ông đây không lo là chết rồi, bây giờ ông lo là chết rồi, bác sĩ sốc em là em nín thở rồi, không có là không có lý thở luôn nè. Dạ nín thở rồi em mới giật dây em chốt. Hôm bữa là mắt là giật chưa? Dạ bầm xanh bầm đen. Mắt bầm mắt mà trắng là xong rồi. 6 ngày rồi đi mắt. 6 ngày gần cả tuần rồi á. Cái em mới bứt cái cọng dây mà bó tay bó chân nó nín thở em đâu được đâu. Cái em trốn ra ngoài, em trốn ra ngoài kêu cho em trở về đi qua bên chỗ khác á, nó mới cứu vô viện mới cứu em được. Dạ tôi mới kêu thôi đi bên cao lỗ lỗ đi rồi ông này chờ đi rồi. Bây giờ này nè, dù rằng vợ về hay không về em nhé, dạ, mình phải bản lĩnh nhé, không nên uống thuốc uống men mà không nên cầu sông nhà lầu xe hơi đó nhá, dạ. Hiểu ý chưa? Mình phải giữ tự bình tĩnh giữ mình nhá, bởi vì các con em hiện nay đang cần em, bởi sao ba mẹ vợ đi ăn học nó đó, ba mẹ vợ cũng như ba mẹ ruột dạ. Nhá, sau này cũng tuổi già cũng ra đi, hiểu chưa? Hoài, không ai có thể nuôi con em được đến mãi được, mà con em hiện nay tuổi đời rất nhỏ đang cần cái tình thương của cả cha cả mẹ. Nhưng mẹ là vợ của em hiện nay không thương nữa hoặc không quay trở về nữa, thì em là một người đàn ông vừa làm cha vừa làm mẹ, có thể em vừa phải kiếm tiền vừa phải trông con vừa phải nuôi con. Con này đều vợ đi nhà khóc không? Chứ vợ đi khóc thì em mà khóc phải con em chết luôn. Lẽ mình ngủ không được, nó sáng đêm nó ngồi khóc mình cũng thức theo luôn. Nhá. Không có không được. Nếu không là con em sẽ chết đói. Nha. Rồi mấy đứa nhỏ cũng khóc luôn. Đó, nó tội nghiệp không? Nó lên tới trên này nó khóc luôn. Ôi trời ơi. Rồi uống thuốc trên này rồi bắt đầu bỏ học luôn. Được cái clip này á, thì em đi về đi em ơi. Sao lại khổ cuộc vậy? Cuộc sống của này. Hai đứa gái nữa mới khổ. Bây giờ là có nghĩa là theo em ấy, là em nghĩ là vì lý do em nói chuyện cọc cằn. Đúng rồi. Vợ mới bỏ đi. Dạ. Chứ em thương vợ. Nếu mà lần này là phải sửa tánh đổi cho nó lại. Em chỉ có cái lỗi là em nói chuyện hơi khó khăn với vợ em thôi. Quá trời. Em nghe được cái clip này em đi về đi em ơi. Em biết cái trong lòng anh bây giờ sống cũng như là còn dạ, nó chết rồi, nó đau đớn, nó chết dần chết mòn, anh ăn không được mà anh ngủ không được. Chỉ vì em nhớ em lắm. Xe thì yếu dữ lắm, gán nó hồng. Anh rất là thương em, yêu em nhiều lắm em ơi, em đi về đi em ơi. Vì con nó với nó à. Em sống vì con cho lo con học đi em ơi. Già lớn tuổi rồi có mạnh không? Cũng phụ hồ đó, ổng làm trên nước không xa. Anh thương bây em giờ nhiều đâu lắm. Làm nổi đâu. Em cho anh một cơ hội đi, em đi về với anh đi. Nói chung là bất kể một ai đi nữa, người đàn ông hay người phụ nữ mà phụ tình là khổ. À. Phụ tình mà thiếu kiểm soát là khổ. Không, nếu mà mình á, là tôi nói với chú là về phải ngọt ngào vợ. Đừng có về kiếm chuyện nữa ngọt, là không giờ nữa đi. Ngọt thì nói thật với cô này, mình nói chuyện vậy thôi. Có thể là sửa à. Xíu nào sửa, nhưng ngọt thì khó, bởi vì bản nó tính. Về nó cho bây giờ 2-3 ngày cũng được, giờ 9 ngày, đủ 9 ngày sao chịu nổi. Yeah. Người dặn, người quánh nữa, rồi sao chịu nổi, rồi bắt buộc nó phải đi. Nó đi rồi nó khóc, nó kêu mẹ ơi, vợ con đi nữa, sao chịu nổi. Anh suy nghĩ kỹ. Chứ rồi dặn rồi, con ơi, nó về thôi, con ngọt. Cuộc sống này không có em là anh sống không được, em đi về em ơi. Chứ phải tôi có anh đau đớn quá trời, anh mệt mỏi lắm. Mà nó ngay, nó quánh con bạc tay, bạc tay về, có chị á. Chị nó theo bảo vệ đâu có quánh gì nhiều. Cái cuộc sống nào bỏ của em anh không có sống luôn á. Này quá thương rồi. Khổ quá trời khổ. Nó thương nó đấy. Tụi nó thôi bây giờ mẹ không ăn kiếm cuộc khác đi. Đấy, mẹ không nói gì đâu. Bây giờ mẹ vợ đồng ý cho em lấy vợ khác nè. Nó không chịu, nó thôi không có vợ con sống không nổi. Đấy mẹ vợ lên tiếng rồi. Lúc mà vợ em đi về lần đầu em còn nói vợ em thôi em ơi. Cuộc sống là không có em là anh sống không được. Bây giờ nếu mà tiền tỷ anh đổi anh chỉ chọn em chứ anh không chọn gì tiền. Một tỷ là lấy nhiều vợ em ơi. Tiền anh không cần, anh chỉ cần em thôi à. Lâu giờ tiền đổi vợ em vậy đó. Em không biết sống còn gì tiền. Còn tiền còn được. Gì vợ không cái vợ mắc là không chịu. Bây giờ cần bao nhiêu tiền cũng được chứ cái tình cảm của mình sống. Bây giờ anh đưa cho em 5 tỷ em có đổi vợ không? Dạ không. Nó không có chịu, bao nhiêu bà già ruột có dưới thôi coi. Bây giờ Nga đi vậy thôi mấy con kiếm người khác. Không, con Nga đi, còn nếu mà không ấy con chết dần chút màu con chết luôn. Trời đất ơi. Nó nói tới vậy rồi sao? Làm sao mà tự nhiên hành hạ bản thân mình vậy em? Không, không. Vợ không. Thì nào nó vợ nó đi, nó lên. Em nói anh là khóc, là yếu đuối, là khóc giả dối. Hôm nay em lên trên cộng đồng mạng với nhà em chỉ được như lần này nữa biết đó, cả nước trong đó. Rất là biết em hết, biết tao, anh hết đó. Tao đi với trên cộng đồng mạng này đó, anh không ngại nữa là tự mày có vợ rồi. Biết có làm thương em cỡ nào lên trên cộng đồng mạng với em chỉ được như nhà em chỉ. Bây giờ này nè, bây giờ này nhé, nếu như anh em Hiệp sĩ Bình Dương đăng thông tin vợ em lên, mà nếu vợ em liên hệ lại cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương,
là vợ em có tình cảm với người đàn ông khác rồi, yêu rồi, say rồi, yeah. Mà vợ em không về nữa. Em suy nghĩ sao? Là cái ý chú nói gì? Nếu mà trường hợp như vậy là em cũng tha thứ với vợ em về, em muốn không. Em không tha thì không có gì để tha cả. Bởi vì sao? Vợ em gọi điện lại cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương là vợ em yêu người khác rồi và không về đó, nhắn dùm nha, nhắn dùm anh ấy nuôi dáng nuôi con dùm đi. Dạ nếu mà nói cái câu đó là em bỏ tay luôn, em, chị em càng đau mà càng đau thêm nữa, chắc em sống không nổi luôn á. Không nổi thì cũng phải lỗi thôi em, mình không thể bỏ con mình được. Bởi vì nãy anh nói em, anh hỏi em á là chuyện xấu chuyện tốt muốn nói như nào, nếu mà tốt thì nói, xấu thì nên nói. Ừ. Đau lòng thêm nữa, đau lòng mình dám dám chịu em nha. Thuốc đắng dã tật mà sự thật thì khó nghe, hiểu anh chưa? Nếu ác lai ác báo đến nó làm gì, sau này quả báo nó lạnh nó mang đó. Nhưng bây giờ biết sao được cô không con.